Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình nha. Buổi trưa hôm nay thì mình cày giải đấu bên nick cày chay của mình. Còn đâu thì mình sẽ nghỉ vài hôm ở cái nick này để mình ép cái điểm playoff. Cái playoff hiện tại nó đang có giải thưởng là con Hemlock ấy. Nên là mình muốn thử sức là mình ép cái điểm ý. Thì tất nhiên để ép thì mình phải nghỉ vài hôm ấy. Mà cái nhiệm vụ ở trong playoff đang là win cả MVP, nâng cấp các thứ ấy. Đấy nên mà mình sẽ nghỉ vài hôm cái nick cày chay này của mình. Đến khi mà cái sự kiện gần hết ấy, thì mình sẽ nâng cấp một vài món đồ này, cũng như là thử chơi một hai trận trong cái lúc mà thời gian nó kết thúc ấy, để xem kiểu có thử vận may được hay không. Hên xui thôi, mình cũng muốn thử thôi. Nếu mà nick cày chay này của mình mà được cái playoff ấy thì lại rất là ngon luôn. Trận này thì gặp khá là nhiều người nha. Trận này gặp khá là nhiều, gặp bạn là AK47 thì bắn mình bắn lại luôn. Bên kia khá là đông nhỉ. Mình nói chung cầm phòng đĩa thì mình không đi vào trong kia đâu. Ôi gặp con brick này. Ôi, cái thế quái nào bắn. Đang bắn con này để được cái con anh bạn kia đứng bên cạnh à. Con này trâu lắm nhé. Không hiểu sao trận này mình gặp cả brick luôn ạ. Rất ít trận mình gặp luôn. Mình đoán là có ai đó hạ lực chiến ở trong cái trận đấu này đây. Rất ít khi mình gặp con brick house ở cái dưới chỗ này nhá. Cực kỳ là ít luôn. Ôi khống chế ngon này. Rồi một. Ôi thực sự là cái buổi sáng nay mình chơi nó cứ bị lag nhá, không tiếp là thế nào nữa. Từ những cái tình huống kiểu mình bị áp sát ấy, mình bị áp sát nó kiểu nó bị tụt FPS hay sao ấy, không hiểu. Những cái tình huống mà mình bị áp sát kiểu những cái tình huống bất ngờ. Đây của đàn anh tôi nha. Ok cũng hoàn thành rồi, không sao cả. Những cái tình huống mà mình cận chiến ấy, mình bị người ta tấn công bất ngờ ấy, xong mình kiểu quay màn hình các thứ nhanh ấy, thì nó cứ bị có cái hiện tượng lag. Có thể bên kia còn dùng net launcher nữa. Chém chúc khá là khó chịu. Rồi mình làm lại nha. Từ ngày mai thì mình sẽ chỉ làm bên cái nick chính kia của mình thôi. Hy vọng nói chung là thực tế thì cũng không phải gọi là hy vọng, mà kiểu thử hên xui chút xíu thôi. Nó cũng không có gì quá là đáng mong đợi. Playoff robot mà khó lắm, lại cần nó nhiệm vụ nó toàn là nâng cấp nữa. Rồi con này tiếp này, mình bắn này khá là ok ấy. Pha này mình bắn được một ít. Đây này, bắn kéo lên tường nha, mình kéo lên tường nha. Đó, kéo lên tường này. Sprite bất ngờ chưa, tưởng đứng đấy mà ngon này. Pháo băng trước kiểu pháo băng nó nhiều á. Kiểu pháo băng nó nhiều rất là khó chịu nhá. Mình cực kỳ khó chịu cái pháo băng luôn ấy. Nó trúng một viên thôi là xác định là bắt đầu không đi được, mà không đi được là 2-3 viên còn lại nó tương vào mặt cho. Mà cái... đấy. Thấy gớm không? Các bạn thấy gớm không? Anh bạn này có quả thần tốc 8 lao đến. Mình chưa kịp định hình được cái chuyện gì đang xảy ra luôn. Quá là bất ngờ. Mà bất ngờ này cũng chỉ được một lần thôi. Mình đã biết anh bạn ấy dùng combo rồi thì không bao giờ có chuyện bất ngờ được với mình lần hai đâu. Đấy, đòi. Rồi. Pha này cái thế quái nào mình căn đủ tầm rồi mình bấm khống chế mà anh bạn này lại lùi lại được đúng cái lúc mình bấm khống chế. Thật ra đây là kiểu anh bạn này may mắn thôi chứ chả phải là kỹ năng gì đâu. May mắn đấy các bạn ạ. Kiểu đang định tấn công mình ấy nhưng mà lưỡng lự ấy, thế lùi lại đúng lúc lùi lại thì mình bấm kỹ năng ấy. Khá là may mắn. Không đủ sức các bạn ạ, không đủ sức. Con robot huyền thoại mà. Dưới này mình nhắc lại rồi là mấy con huyền thoại nó nạp dưới này thì nó khỏe lắm. Mà mình cũng không biết là anh bạn kia có phải dân nạp hay là dân hạ nữa. Ui xong. Hay bị bạn AK47 bạn ấy bắn to đầu. Rồi, hiệp đấu thì... Thôi chưa? Thua rồi. Cái này thua rồi, ok. Làm lại nha. Làm lại nha. Đây, các bạn chơi phòng đĩa các bạn nên đi ra đây nha. Nói chung là các bạn hạn chế đi lên cái chỗ trung tâm kia tại vì phòng đĩa nó bắn đập đau. Đây này. Ok. Các bạn đi lên kia kìa, như cái anh bạn đấy, anh bạn ấy đi lên đấy. Vừa nãy mình bắn cho một lần rồi mà không chừa. Này, lại màn 2 ngày 1 này. Đó. Buồn cười. Vừa nãy ăn một trưởng rồi mà vẫn không chừa, vẫn cứ nhoi nhoi lên đấy như này. Hài hước thật sự. Đấy, mình bảo rồi, các bạn bị hạ một lần rồi là các bạn phải cảnh giác. Anh bạn ý rõ ràng nãy bị mình bắn một lần như thế là phải biết là mình bắn được rồi, nhưng mà vẫn cứ cố tình chui đấy nhỉ. Đây pha này mình cảnh giác nha. Đó, các bạn thấy không,
lần thứ nhất mình hạ anh bạn ý, mình đứng ở đấy, mình không đề phòng ấy, anh bạn ý dùng combo kill shot với cái khẩu thần tốc lao ra bắn mình bạch bạch vài cái, mình bay vào luôn. Thế là lần thứ hai mình bảo là nếu mà rồi gặp con hình chuẩn rồi, lần thứ hai mình bảo là kiểu gì bị hạ thì thanh niên ấy cũng lôi con ấy ra. Rồi đây này các bạn thấy khỏe không? Trời ơi, thanh niên đồ khỏe dã man luôn, khỏe cực kỳ luôn ấy, hơn kèo mình bao nhiêu. Thế mình bảo là thế lần này mà hạ anh bạn này chắc chắn lại lôi cái con kill shot ra chơi, nên là mình chủ động lui về. Đấy, lui về thì thấy anh bạn này lò dò lôi con kill shot ra tấn công, thì mình chỉ việc đơn giản đứng từ xa mình bắn thôi. Các bạn thấy không, bị hạ một lần thì các bạn sẽ có kinh nghiệm rút ra được bài học là anh bạn kia dùng cái gì và các bạn cần phải làm gì trong trường hợp tiếp theo. Rồi, đây bạn AK47 đây, có qua có lại thôi chứ không có gì cả. Rồi đó 13-15 nha, 13-15 nha, bên kia bị hạ khá là nhiều. Rồi tiếp khống chế này, nghĩ gì bạn Việt Nam này nghe có vẻ khủng quá nhở, không quan sát mình cầm con gì, cầm vòng cung lao vào mình như đúng rồi. Đó là một sự lựa chọn vô cùng là sai lầm nha. Ở trận này thua rồi. Ok. Rồi, MVP nha. Tỷ số nói chung thì đội mình chơi cũng hay nhưng mà cũng tùy may mắn thôi. Mình chơi hết sức có thể rồi. Mình MVP rồi đấy chứ. Rồi, để bàn đầu tiếp theo nha. Chiến chung nhau khá là khó chịu. Bình thường này thì không sao đâu, mà đôi lúc có những cái tình huống khẩn cấp ấy thì nó bị lag. Sáng nay mình mới bị ấy. Rồi, 1, 2, cứ tưởng được 3 điểm. Bạn kia khá là tức giận, nhưng mà đột nhiên. Thật ra tức giận ở đây không phải là do kiểu mình bắn tốt hay thế nào đâu, mà tức giận là do bị chen chúc các bạn ạ. Pha vừa nãy các bạn có thể nhìn thấy là anh bạn ấy bị chen chúc. Không ngồi bị mình, rồi, lại. Đấy các bạn ạ, tại bàn 2 cành 1. Vừa nãy thì là một thanh niên dùng thần tốc, bây giờ khống chế này. Bây giờ lại thanh niên dùng súng săn. Mọi người chơi thì mọi người không nên chơi như vậy. Nói chung là thật ra cũng tùy thôi. Nếu mà cá nhân mình thì mình sẽ không chơi theo cái thiên hướng gọi là lao hẳn lên đây rồi bắn đâu. Tại vì cùng lắm các bạn cũng chỉ ăn được một điểm thì các bạn mất gọi là hy sinh thôi. Các bạn hy sinh chứ cũng chả làm được cái gì đâu. Rồi. Ok. Đấy, chơi đi chơi đi. Đây. Đây anh bạn này. Hớ này. Đó, hớ ngay. Kiểu căn cái thời lượng khống chế không tốt ý. Đáng nhẽ lúc đó là phải chạy rồi, tại vì cái thời lượng khống chế của Zephyr nó không có lâu. Đấy, mất một cái quãng thời gian gọi là đi kiểu nhìn thấy mình nấp sau bức tường như vậy thì chắc chắn là mình hết khống chế rồi. Nên là anh bạn vẫn cố chạy lên và kết cục thì các bạn biết rồi đấy, bị nó bắn cho to đầu luôn. Nếu là mình pha đó là mình sẽ chạy luôn, tại vì mình biết là đối phương nấp được ở sau tường rồi, mà mình đi ra được đến cái bức tường đó thì nó cũng hết thời gian rồi. Như vậy hà cớ chi gì mà cứ cố đấm ăn xôi đúng không? Giờ này mình định ăn mà nó ăn mất của mình rồi. Khá là đen. Đấy. Cố đấm ăn xôi chả được cái gì, cuối cùng là bị hẹo ngược. Mình pha đó thì mình cũng biết thừa rồi là cố lên. Mình cố đứng vào đấy cho khống chế. Thế mà vẫn cố lên ăn mình. Thế mới tài. Nói chung bị mình lừa đấy. Bị mình lừa cả đấy. Rồi ok. Tiếp tục nha. Lại bắt đầu nào. Rồi đi ra đây bắn vào nha. Đó, cứ chui vào kia. Chui ở đây bắn rất là dễ nha. Rồi ok. Rồi thiếu một viên kìa. Đúng một viên. Thì đúng một viên là nó ăn đủ mình luôn. Ok. Mở lại đạn nha. Được rồi quan sát. Đây. Mình lui chút xíu nha. Đó, dùng kỹ năng rồi này. Dùng kỹ năng. Ôi đây có con Onyx này. Phá vỡ kế hoạch của mình rồi, đằng sau mình có nhá, nhưng pha này mình không nhận ra hay sao á. Đúng rồi, pha này mình chưa nhìn kịp á. Đôi lúc các bạn xem video thì các bạn bảo, kiểu đằng sau kia, bên trái kia, bên phải kia, tại sao lại không nhìn thấy. Mà trong lúc chơi game thì kiểu quán là tập trung vào một cái đối tượng nào đó nên là chúng ta không nhìn thấy á. Các bạn cũng kiểu thông cảm, đôi khi cũng như kiểu mình nhìn lại video thì mình cũng kiểu, đây pha này bắn thử, không được, kéo xuống dưới nhá. Đó, trời ơi, nấp thế nào được. Đấy các bạn thấy không, các bạn cứ kéo thử đi. Trong cái tình huống mà đối thủ thấp HP như vậy thì đối thủ sẽ không dám lao ra.
không dám lao ra và cố tình đứng ở đấy. Đứng ở đấy thì các bạn cứ kéo đấy, kéo ấy, bắn trước không được thì bắn sau, bắn sau không được thì bắn trái bắn phải, cuối cùng thì anh bạn ấy cũng nằm thôi. Xanh cỏ, xanh cỏ luôn. Ôi có Ember Gun này, sợ thật chứ. Nó toàn cái con nhện dùng Ember Gun đấy. Nó mà đi lại được gần nữa thì thôi xác định to đầu với nó luôn. Xanh cỏ, xanh cỏ. Rồi rồi rồi, đó 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 đó. Mình định ra mình chơi mà Ember Gun nó nã thì mình to đầu rồi. Ok nhá. Tiếp tục nhá. Đây đây, phòng địa. Ui sau này nói chung là mình cũng không chạy nổi. Đi lên nhìn thấy những đôi phòng đĩa thì tôi cũng xác định rồi. Rồi, rồi, kết thúc rồi. Cố gắng vất vát nhưng không có nổi. Một chút xíu nữa kìa, mà không có nổi. Không có nổi luôn. Rồi, khống chế rồi nhá, nó hết kỹ năng rồi. Khống chế một này, quay ra bắn này. Rồi, bên này còn khống chế nhá, bên này còn nhá. À không, bên này hết rồi. Bên này cũng hết rồi. Đi ra đây nhá, dồn theo nhá. Anh bạn này xuống đây này, xuống đây rồi, từ từ khống chế này. Đó, Hunter ngon đấy. Hunter cũng ngon đấy, con này mình cố chạy nhá. Con này mình cố gắng để chạy nhá. Nó dí tận mông nó bắn. 2-1. Tỷ số rất là căng go. Lại tiếp tục à. Chả có nhẽ ván này thua tiếp à. Vô lý hư cấu. Đâu rồi ta. Ok nha. Đây này, trong này khá là đông này. Trong này khá là đông này, cứ bình tĩnh nhá. Có đạn cái đã, kỹ năng chưa có đạn dược thì không. Rồi đã bị hạ mất tiêu rồi. Các bạn cứ phải đứng thoáng thoáng thôi nhá, để lấy tầm nhìn nhá. Đứng thoáng thoáng ra. Đừng có chui rút quá nhiều. Các bạn cứ kiểu cứ chui chui ở trong kia đến lúc các bạn chả nhìn thấy mối to gì đâu. Mà bắn các bạn to đâu hết. Đây 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 đây. Rồi nó nấp rồi, nó nấp rồi. Rồi nó lại nấp rồi. Khá là tiếc. Bắn cố bắn với nhá. Đó. Ta này thì cá nhân mình thấy thực sự rất là ảo nhá. Kiểu mình không nghĩ là nó với tới á. Các bạn đấy khó chịu không? Khó chịu đấy. Thực sự là cái nó khó chịu đấy các bạn ạ. Không đùa được đâu. Mình thì mình vẫn ghét sử dụng cái khẩu ý, nhưng mà thực sự là khẩu ý nó khó chịu. Lại cần có cả khẩu à. Khẩu bão tố nữa chứ. Đó 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 đó. Trời ơi. Nó lia cho mình 1-2 viên thôi mà mình tiếc bảng rồi. Đó đó đó. Khó chịu không? Khó chịu không? Nó khó chịu thật sự. Anh bạn này được mấy cái ghép khá là ngon. Chứ nếu không thì cũng khó ăn mình á. Được mấy cái cái ghép khá là ngon á. Rồi, một điểm. Trên đầu mình có nhá. Thử bắn ra đây nhưng mà vướng quá. Chúng được có vài viên à. Rồi đây 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 nha. Phải báo từ cái đã. Khống chế này, mình biết có con bên trái mình nên mình khống chế được. Hello. Bắn nãy giờ cũng khá là rát á. Bắn người ta như con á. Ui, Ember Gun kìa. Ui. Rồi, tiếp tục nha. 11 điểm. Rồi, đến ván đấu tiếp theo. Ván này thì hiệp thứ nhất mình thua nên là mình cũng chẳng muốn dây dưa nhiều. Đây, khống chế anh bạn này nha. Ok, nói chung anh bạn ý đồ ngon các bạn ạ. Anh bạn ý đồ đồ ngon hơn đồ của mình. Nên là cũng khá là xương, khá là khoai khi mà phải đối đầu với cái anh bạn ý. Con này em bực ăn á. Đó, 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 đó. Sentinel, Sentinel với cái Nail Launcher 8 nha các bạn nha. Với lựu đạn 8 nha. Nói chung nó trâu á. Nó trâu mình bắn nó, đấy đấy các bạn thấy không. Mình bắn nó, mình bắn thử nhưng mà mình nhận ra là ồ, HP nó nhiều quá, mình bắn nó không bần gì luôn. Cái khiên nó hết thì mới đến HP nó nên thành thử ra khó cho mình quá. Pha này bị ép lên tận nhà rồi. Không có cửa để ngóc luôn. Rồi. Bắn. Bọn này nó bắn mình loạn sinh gạo hết cả lên. Hoa mắt chóng mặt luôn, chán nhìn thấy cái gì. Pha này mình bị kéo tâm quá tay á. Đây này, nó tông mình một cái bay máu luôn. Trời ơi, tôi còn gọi được phân nửa thanh HP chứ có ít gì đâu. Nó tông một cái bay màu luôn á. 3 sao và 4 sao mà nó chênh lệch quá. Rồi, đến bản đấu thứ hai. Bản đấu thứ hai làm lại.
Đâu rồi? Đấy đấy, quả băng. Khẩu pháo băng mà nó mà bán bằng tín dụng kiểu gì mình cũng phải mua. Kiểu gì mình cũng phải mua nếu mà nó bán bằng tín dụng. Thật ra mình thấy khả năng khá là cao, khả năng khá là cao là pháo băng nó sẽ bán bằng tín dụng. Mình đoán thôi chứ cũng không có gì. Rồi cố nhá. Đó, bắn đập một con. Sau này mình cũng không qua khỏi. Nó băng nó khó chịu thật sự. Tỷ lệ nó bắn trúng rất là cao nhá. Nó làm chậm rồi nó còn có cái phạm vi nổ. Các bạn thấy không? Chán không? Còn một chút xíu thôi mà nó vẫn đứng đấy. Mình khá là đen. Đây em bugan này. Nghe tiếng em bugan đã thấy sợ rồi. Mình định lên cái chơi mà thấy con em bugan với cả thấy anh bạn đang đứng ở kia nên là thôi đấy. Khống chế con này bắn rồi lui về nha. Đó, đây là cái sự lựa chọn tốt của mình nha. Tránh việc anh bạn ấy mà biết bắn đập đấy. Khẩu kia bắn nổ phạm vi được mà. Nên là mình cũng... Rồi đấy, các bạn thấy ảo không? Đó. Kiểu rõ ràng là nó không nhìn thấy mình đâu nhá. Nhưng mà cái hệ thống nó báo là mình đứng sau bức tường. Thế là nó vẫn dùng kỹ năng. Đấy, nếu mà nó nhìn thấy mình thì nó đã bắn rồi. Nhưng mà nó không nhìn thấy mình. Nhưng mà hệ thống nó báo là có cái thằng nó đứng ở bức tường đó. Nên là nó mặc định được cái nến kỹ năng ra và mình đã bị dính mịt của nó. Bạn thấy nó cụt chuối không? Cay thực sự, nhiều pha. Nhiều pha mình gặp cái con cheater, mình nấp rất là kỹ rồi. Nó không nhìn thấy mình, nó không bắn nhưng mà nó vẫn quăng mìn, nó đứng lại. Nó suy nghĩ một lúc xong nó quăng mìn. Thế nó bị tài chứ nhỉ. Đây, pha này chớp cơ hội nha. Cố lên. Ok, may pha này anh bạn ý hướng cái phần cạnh sườn ra nhá. Chứ không thì mình nghĩ là không đủ sát thương đâu. Rồi, thắng cho găng tắc luôn. Nhiều lúc cay cú thực sự. Rồi, đấy đấy, bây giờ ra ra bài ngon đấy. Eclipse các bạn nha, Eclipse phóng đĩa đấy. Nó khỏe lắm. Mình có trận còn gặp Eclipse, nó Embergun 12 á. Trời ơi, nó đi nó chạy ra nhà mình nó bắn. Không kịp làm cái gì luôn. Mình vội vàng phải lôi con Guardian ra. Mình khống chế nó. Thế mới ăn được nó. Chứ không có Guardian là thôi thì cứ để nó chạy hết chỗ nọ ra chỗ kia thôi. May mắn thực sự là còn có con Guardian. Không có con ý thì tiếp tục này. Sau này mình bắn rồi, ok, tiêu diệt được cái mối nguy đầu tiên rồi. Nhưng bạn ấy còn khá nhiều con ngon á, là mình cũng chưa an tâm cho lắm. Còn có Sentinel khá là trâu. Đây 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 đây. Đó, có cả bão tố nhá. Nạp gớm đập. Thật ra mình đoán là nạp nhưng mình cũng chẳng biết đâu. Chưa có căn cứ thì cứ nói là nạp đi. Toàn đồ ngon. Cũng chịu chơi thật đấy. Đây đây đây, lại ra cả con Sentinel rồi đấy. Ra Sentinel rồi đấy. Tiếp tục nhá. Đây 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 đây. Ui xa vui. Ui trượt, rất là khó chịu nhá. Đây này, ui. Dùng con game nữa, Embergun thì phải. Shadow Embergun hả? Ok nha. Tiếp còn một con đây này. Rồi tốt này, trận này mình thắng rồi. Trận này mình thắng chắc. Chắc cú rồi. Đó đó đó, vẫn đứng kia để bắn. Mình thì không ra đâu, bây giờ ra nó bắn cho to đầu luôn đấy. May mắn nha, thử nha, thử nha. Cái đạo di chuyển khá là khó, nó cũng dùng phá băng nữa, mình cũng rất là sợ. Rồi, trận đấu mình kết thúc và mình thắng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.